Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó. Cô alo tới, lại đón anh đi qua. Nói chung là vừa là một đồng nghiệp mà vừa là cháu kêu bằng tiếp dâu. Chú anh Điền cũng là bà con với mẹ ở Long Xuyên. Thôi mọi người giữ sức khỏe nha. Dạ. Anh em Nguyễn Tỷ đến đây cũng chung vui, chú vui xin lỗi. Mô vật cũng chia buồn với lại chú. Dạ, thành ra mọi người cũng đừng có ngại, tại vì là cái này không phải là cô mất người à. Cô biết nghĩa là cái mình đứng nói chuyện không có lưu lót à, không lưu lót, mình đang đi ngày hai vị mà lấp dấp dấp lắm à, nhà quê mới lên. Mọi người giữ sức khỏe nha. Anh Khánh Bình thì hát hai giọng cái này có thể tặng khán giả một ca khúc như là bài gì em không nhớ rõ không, cái bài này mình hơi xin lớn không cái bài đó hôm nay thì ngày của cô Huệ mất thì mình hát cái bài này rất là có ý nghĩa, là bài là cắt bụi cuộc đời. Dạ. Hát một đoạn nha. Dạ. Để mình chia buồn và mình cùng tưởng niệm cô. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Để rồi ngày mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng đu buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, vì thế sự nơi chân ai. Dạ, xin cùng chia buồn cùng chú. Mong mọi người sẽ giữ sức khỏe. Nói chung là ai rồi sẽ cũng qua thôi. Như Khánh Bình cũng vậy, hay là mọi người cũng vậy. Sớm đi trước đi hay đi trễ thôi. Dạ, mọi người sẽ thương yêu nhau bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tình người. Dạ. Nếu có gì sơ sót hay là những cái gì mà cuộc sống này có gì quý vị cứ nhắm mắt ngủ một đêm xong bỏ qua hết tất cả. Nhưng mà ở cô Thanh Kim Huệ thì có cái kỷ niệm gì anh muốn chia sẻ không? Anh có điều gì nhớ nhất về cô không? Nhớ nhất thì lúc nào cũng nhớ, tại vì là một đồng nghiệp có là ngày xưa là cũng làm thím dâu, kêu ở quê kêu bằng thím dâu đó quý vị. Còn ở Sài Gòn là mình đi hát là gặp nhau thì cái đồng nghiệp cũng giờ cũng chẳng trân trọng kêu bằng thím. Nhưng mà tại vì là mỗi lần cô về quê á là dễ thương lắm, như em bé đó, nhũng nhẽo lắm. Nói chung là thích ăn cái gì đó là vệ cho vệ cái này, cho vệ cái này, là thành ra là ở quê ai cũng thương yêu cô hết trơn. Dạ. Rất là dễ thương như em bé vậy đó, kêu bằng búp bê cơ mà ở quê, kêu bằng kèo khỉ mà nhũng nhẽo lắm. Dạ. Bất cứ đi ăn cái gì là vệ muốn ăn cái này, vệ muốn ăn cái này. Dạ. Thành ra là ai cũng trân trọng, ai cũng thương cô hết. Với cô sống không có mất lòng ai hết, nghệ sĩ nào giờ mọi người thấy không có mất lòng ai hết. Dạ. Bài hát hay là bài giọng cổ nào đó mà anh thích cổ không cô? Yêu lầm, không yêu lầm, cái mình hát với lại Ngọc Tuyết á, trên cái bị đánh trên YouTube là yêu lầm Ngọc Tuyết với Khánh Bình, là bài hát của cô ngày xưa là Khánh Bình nghe cô hát xong rồi cái con bắt trước cô là nghe hát là yêu lầm á trên YouTube của Khánh Bình đó. Còn Lan Nhà Điệp là Khánh Bình chuẩn bị ra một cái kịch cải lương á, kỷ niệm mới vừa nên đoạn gì anh? Mới vừa định mời cô thì bàn hết trơn rồi thì cô mất thôi. Từ trước tới giờ thì anh có bao nhiêu lần song ca với lại cô chưa? Bình tại vì không có hợp cái bài hát nào hết, tại vì là cô là bên cổ còn mình là bên nhạc. Dạ. Anh Bình mới có tập cổ đây à. Bình chuẩn bị thôi, nhưng mà lấy show với Bình đó cho là thứ nhất là dịp, thứ hai là cô đã mất rồi, không có còn mong là gì nữa rồi, đó là một dĩ vãng rồi. Dạ. Cảm ơn anh đã có được. Khánh Bình chia sẻ, có thể là chia sẻ là gốc của cô Thanh Kim Huệ là quê là ở đâu không?
Khánh Bình. Khánh Bình thì quê thì cái Bình không có nhớ, còn quê của chú thì ở Long Xuyên, An Giang, ở gần nhà cái Bình cây số. Dạ. Ở giờ về Long Xuyên, An Giang thì cái vị là tiệm chụp hình Hà Mỹ Xuân, thì đó là cái tiệm của gia đình của chú. Dạ. Cô Hà Mỹ Liên, Hà Mỹ Xuân là chị em biết chú Thanh Tiền. Dạ. 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 Cảm ơn anh. Dạ. Và vừa rồi thì cũng là cái chia sẻ của ca sĩ Khánh Bình nha mọi người. Thì gốc của chú Thanh Điền là ở Long Xuyên, An Giang. Cô nhắn gửi gì tới mọi người về sự ra đi của nghệ sĩ không ạ? Cô muốn chia buồn với gia đình của cô Thanh Kim Huệ, rồi sau đó là cô muốn cầu cho cô Thanh Kim Huệ đi về với Phật đó. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô trời, cô mến mộ lắm, mến mộ cổ. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy em. Mấy bài mấy em. Dạ mới An Giang hả? Không đổ. Cái hồn đoạn nào của cô hát kiếm vậy đó? Lăng và Điệp. Dạ. Lăng và Điệp. Gì ta? Để cô nhớ lại cây. Lăng ơi gì? Mai lên chốn thành đô hả? Mai em lên chốn thành đô. Nhà xe rực rỡ. À Điệp ơi, mai lên chốn đô á. Dạ đúng rồi cô. Cao luôn cô. Xin đừng quên. Xin đừng quên. Bến đò xưa. Cây đào cũ. Đò nhỏ cái gì đó chúng quay chưa em giờ để chờ hát luôn con hát rồi cho nó ngại quá. Cô làm một bài vong phụ nổi tiếng của cô Thanh Kim Huệ cho khán giả, trời cho người ta mến mộ cô luôn, được biết là fan hâm mộ của cô mãi dưới miền Tây lên nè. Dạ em biết rồi, vô điểm khúc đi con. Cô hát đi con. Cô hát ha. Dạ cô hát đi con. Con ủng hộ cô mà, cô hát đi. Lan ơi, chốn thành đô à. Tự nhiên cô đang chuông đổ chùa sang hả? Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Chuông đổ chùa sang, chiều tan trường về Điệp cùng Lan chung bước. Cuối nèo đường đi, Lan có tội gì đâu. Nhanh chướng bởi tình lần cuối gặp nhau lần khẽ nói thương mãi nghe anh làm yêu anh chung tình nếu duyên không thành Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời Lan em hay quá Lan. Anh Điệp rồi thôi được rồi nha. Mấy bài rồi được rồi. Cô nhiều quá. Vâng, cô là một fan hâm mộ của
cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ mà từ mãi ở dưới miền Tây chạy xe máy lên đấy mọi người. Các bộ nha, tại dạ. Tại ông xã cùng mới chết chứ dạ. Buồn nữa, cứ hát bài đó nha. Dạ. Giờ mới đầu vô là gì quên, tôi quên rồi. À, buổi nào hả? Không, các bộ cuộc đời đó. Các bộ đời hả? Mới đầu vô là người ta sẽ về cắt bụi á, con chỉ biết bài bạn đi quay cắt bụi cuộc đời đó, cái lưu hay là nhạc á, nhạc hả, ừ. Nhạc cái đoạn tân nhạc đó con không nhớ rồi, bài để từ từ nữa, duyên phận đi nha, để là duyên phận đi cô, phận làm con gái chưa một lần đi không đi à, nhìn đây anh lại mơ thấy người sống rong đường dài cành nhà nghèo đơn bay em chưa lớn thiếu đôi tay giống ngọc mẹ già thương con yên người khi xa duyên lòng cầu mong em đâu bên anh mặc bóng hương hứa đôi tình duyên còn chưa lũ liếm sợ người ta đến mấy lần rồi được rồi rồi cảm ơn cô rất nhiều.